Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, các huyện, thị xã thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên nhân dân về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức lễ ra quân phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thiết thực tạo sức lan tỏa ra soát đánh giá các tiêu chí, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị địa phương và cá nhân tổ chức thực hiện. Ngành chức năng tăng cường phối hợp, hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2023, Lào Cai phân đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, số tiêu chí bình quân đạt 13,79 tiêu chí mỗi xã.